Vâng, năm nay vắng rồi anh nhở? Sướng cậu tớ. Vâng. Bọn nó bảo là cho ơi cho con đi với. Năm nay không kiếm bọn mày rồi. Rồi năm nay biết làm thế nào được, ai cũng muốn lễ hội diễn ra đông vui ấy. Không sao, sang năm bù, không phải vĩnh cửu đâu. Vâng, rõ ràng cái đây là vẫn là truyền thống của mình, có phải là ấy đâu, phải không? Phải không? Vâng. Năm nào là anh cũng đi theo hả anh? Tớ là phải đến hả? Vâng. Cái này là mình là rước cái gì nhờ? Rước quan đệ ngũ tần tranh. Vâng. Bố của tớ. Vâng. Anh làm trong đấy lâu chưa anh? Lâu rồi. Vâng. Vâng, mà mọi năm là phải mấy... Bao nhiêu lính ra để đóng giá, để đẹp được thôi. Mọi năm hàng mấy tiếng mới đến nơi đấy nhỉ? Ừ, năm nay nhàn thôi. Mọi năm là mệt đấy nhỉ? Mệt mà. Quá nhiều người dẹp. Đấy. Huy động hết tất cả mọi lực lượng. Vâng. Thậm chí là mọi năm tránh thế còn phải dẹp đường. Vâng. Mà mọi năm là không cần phải bị dẹp đường mấy đâu, người ta cứ đi việc đi đi rồi nhở? Ừ đấy. Năm nay còn phải sợ xe các kiểu vướng cản trở đấy nhở? Đấy đúng rồi, phải rồi. Đây qua vòng xuyến đây vẫn phải vòng nhá các bạn nhá. Vòng xuyến đây vòng vòng. Khu vực vòng xuyến là vẫn cứ vòng nhé các bạn ơi, chỗ điểm để rộng mà vòng ấy đây.
Đây bắt đầu đến trước cổng đền kỳ cùng ấy nha các bạn ơi. Bên này thì một số người đón đợi bên này rất là đông. Đây thì mình sẽ vào bên trong để xem bên trong như thế nào nhá. Trong khi là ô tô đang đi ở một vòng là khu vực ngã ba bên này nữa nhá. Mình sẽ vào bên trong để xem như thế nào. Trong rất là đông người bên trong.
vòng nhiều đâu. Hương khói không cho vào đâu. Hôm nay 22 là mời quan lên. Hôm nay lên. Là rước quan về. Hôm nay là nước, tức là 22 rước nhà ngài từ bên ông quan ở bên đền Tả Phủ đó. Vâng. Và rước ông quận Hán Công Công về đây. Vâng. Để về gọi là xong rồi đến ngày 27 này thì lại rước từ bên từ 22 tức là bên Tả Phủ sang đón ông Tuần Tranh. Dạ. Ông quan lớn Tuần Tranh từ bên đền quan lớn Tuần ở dạ. Đền Kỳ Cùng Hạng Sơn để rước ông về đền Tả Phủ. Để gọi là hai anh em của ông được gặp nhau. Dạ. Để được gọi là ngày hội để được gặp nhau. Vậy là hôm nay là 27 là hôm nay 27 tháng riêng xong lại rước ông từ bên kia vậy. Dạ. Đấy, có nghĩa là 22 rước đi thì 27 rước về. Dạ. Đó là cái tháng hội của đền Kỳ Cùng. Dạ vâng. Rồi chào cảm ơn. Ừ. Cảm ơn nhé. Bắt tay với cô chúc cô sức khỏe. Vâng cô. Cô được cô được vinh hạnh bác cháu phỏng vấn.